Video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng Huy Hùng đến tham quan một siêu phẩm nhà đẹp, không gian xanh mát, thiết kế cực kỳ đẳng cấp, có hồ bơi, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà nằm ngay sau lưng chợ và nhà thờ Hình Thông Tây. Căn nhà đang có diện tích ngang 5, độ dài 15m, thiết kế một trệt và 3 lầu. Thiết kế rất là đẹp, không gian xanh mát, có hồ bơi bên trong và tặng kèm full nội thất bên trong. Nhà thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Với hướng nhà là hướng chính bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà này. Mặt tiền cực kỳ đẹp và không gian cực kỳ xanh mát nha quý vị. Và với cách thiết kế bên trong căn nhà này thì quý vị sẽ sở hữu một căn nhà, phải nói là một căn villa mini ngang 5, thiết kế cực đẹp. Và chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng tham quan con đường trước nhà và khu phố của nhà mình nhé. Con đường trước nhà là một con đường thông như quý vị. Con đường này khoảng tầm 6m đường xe hơi vào tận nhà. Quý vị có thể ở làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và trước khi vào bên trong tham quan trực tiếp căn nhà thì Hùng sẽ giữ lên mặt tiền, mặt chính căn nhà cho mọi người xem lần nữa này. Căn nhà thiết kế rất là đẹp, không gian xanh rất là nhiều và cực kỳ mát mẻ. Nhà thì sẽ có lớp cổng sắt 4 cánh, có ốp gỗ nhựa và được ốp gạch trang trí bên ngoài. Một khoảng sân bên trong được ốp đá xanh. Bên trong nữa thì quý vị sẽ có một lớp cửa cuốn và một lớp cửa nhôm. Nhà mình thì có tới 3 lớp cửa nhé. Lớp cửa cuốn và lớp cửa nhôm sinh pha bên trong. Và ngay ở tường thì được ốp nhựa cũng như là ốp nhựa gỗ. Và trồng rất là nhiều cây xanh, phải nói là rất là tuyệt vời trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Căn nhà này đang chào bán với giá chỉ hơn 10 tỷ một tí xíu thôi. Quý vị quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Khu vực gara đậu xe hơi thì quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và đậu thêm được nhiều chiếc xe máy nữa. Với những nền gara xe hơi thì đổ bê tông ốp gạch 60m2 hay loại gạch nhám để quý vị đậu xe hơi xe máy nó chống trượt nhé. Ở đây thì quý vị đậu được khoảng 5 chiếc xe máy và một chiếc xe hơi. Di chuyển vào bên trong thì quý vị sẽ có cầu thang đi ngược lên trên và phía sau căn nhà là khu vực không gian sảnh phòng khách mini cũng như là hồ bơi ở cuối nhà. Ở đây thì gia chủ có để bộ bàn ghế mây này, xung quanh hồ bơi này và dưới cầu thang là vệ sinh dưới tầng trệt. Và đây là hồ bơi. Hồ bơi này dành cho em bé thôi nha quý vị. Đây, chỗ này thì quý vị có một cái hồ bơi nhỏ nhỏ nằm ở cuối sau căn nhà. Có nước chảy được bơm ra rất là đẹp, hai bên tường đều ốp đá tự nhiên và ốp gạch trang trí kết hợp với cây xanh tạo nên một không gian hồ bơi quá đẹp và tuyệt vời, đang được Huy Hùng quay trực tiếp gửi đến quý vị chúng ta. Một căn nhà có hồ bơi như thế này thì rất là hiếm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt nhà mình ngang 5, độ dài lên tới 15m, thì quý vị quan tâm thì có thể gọi trực tiếp cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Một căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, sát chợ và nhà thờ Hình Thông Tây, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài khu vực gara xe hơi và khu vực đậu xe máy. Phía dưới cầu thang là phòng vệ sinh dưới tầng trệt, bao gồm bồn cầu, vòi tắm hoa sen và lavabo rửa mặt nhé. Và đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra. Ở khu vực không gian tầng trệt này thì trần được gia chủ ốp nhựa gỗ và có đèn led chiếu sáng, có gara xe hơi ở đây, quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Khu vực cầu thang ở đây thì mặt nằm được ốp gỗ, mặt đứng thì được ốp đá hoa cương màu trắng nhé. Với tay vịn gỗ căm xe, lan can, kính cường lực. Và chúng ta sẽ di chuyển lên bên trên. Không gian kết hợp lầu 1 là phòng khách và phòng bếp. Chúng ta đang tiến lên không gian lầu 1 với sự kết hợp hài hòa giữa phòng khách và phòng bếp. Ở đây thì gia chủ thiết kế cho mình không gian phòng bếp phía sau. Nó thông với giếng trời khoảng tầm 3m và rộng khoảng tầm 1m2. Thông ra phía đằng sau giếng trời với hệ thống kính caro, kính vuông được ốp với nhau và một hệ thống bàn ăn 4 ghế, 6 ghế luôn nha quý vị. Nhà thì đi sẵn hệ thống camera quan sát rồi, mỗi phòng mỗi mắt và ở bên ngoài cổng chúng ta cũng có một mắt camera nhé. Hệ thống tủ bếp trên dưới thì được làm bằng chất liệu là tủ nhựa, có quầy bar, có bàn đảo, có bếp âm, có máy hút mùi, có bồn rửa trên bát và có khu vực máy rửa trên bát, cũng như là ở đây thì gia chủ có thiết kế cho mình khu vực để tủ lạnh luôn. Đây là không gian bếp này với hệ thống tủ bếp trên dưới màu trắng và bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa trên bát. Nhà này sử dụng hệ thống điện smartphone thông minh, quý vị có thể điều khiển và mở thiết bị điện của căn nhà mình từ xa trên hệ thống điện thoại thông minh và quý vị có thể tắt mở bất cứ lúc nào, cũng như là khi chúng ta đi du lịch có thể quan sát căn nhà mình. Không gian phòng khách bên ngoài thì với bộ sofa hoàng gia màu trắng này kết hợp với đèn trang trí như là đèn pha lê, đèn bông tuyết,
máy lạnh ở không gian phòng bếp và phòng khách này thì gia chủ gắn một máy lạnh hai ngựa để sử dụng cho toàn bộ không gian phòng khách phòng bếp. Ở đây thì có quầy bar này và có tủ kệ sách, tủ kệ tivi cũng như là màn hình tivi 65 inch. Và không gian phòng khách này thì nó thiết kế theo kiểu kiến trúc mở. Quý vị sẽ có hệ thống cửa kính và cửa nhôm kết hợp với màn rèm hai lớp. Và ở đây thì có sofa cũng như đèn bông tít rất là đẹp. Trên tường thì có ốp trang trí, sàn thì ốp gỗ. Và ngoài đây là không gian phòng khách thì quý vị sẽ có ban công mét 2 với hệ thống một cánh cửa đi ra ban công và một hệ thống cửa kính chết với nhiều cây xanh bên ngoài, tạo nên một không gian căn nhà phố của mình, một căn nhà phố ngang năm rất là tuyệt vời. Và căn này thì đang chào bán với giá tương đối hấp dẫn nha quý vị. Giá bán chỉ có 10 tỷ 880 triệu đồng thôi, còn thương lượng thêm với anh chị chủ nhà hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Quý vị quan tâm đến căn nhà cực kỳ đẹp, không gian xanh mát, thiết kế cực kỳ đẳng cấp, đặc biệt căn nhà này có thiết kế nha quý vị. Nên là quý vị đang tìm mua thì có thể gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay một sản phẩm nhà phố rất là đẹp, ngang năm, cực kỳ chất lượng. Tiếp tục di chuyển theo cầu thang ở đây thì chúng ta để ý thấy cầu thang có đèn led bên trong nha. Và được ốp gỗ mặt nằm, được ốp gỗ căm xe, rất là bền. Và di chuyển lên trên lầu thì quý vị đến với không gian của các phòng ngủ. Ở đây thì gia chủ thiết kế cho mình 4 phòng và có vệ sinh trong. Tổng cộng căn nhà mình sẽ có 5 phòng vệ sinh. Phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ phía sau này, quý vị sẽ có hệ thống giường ngủ mét 8 kết hợp với chăn ga gối nệm, tủ kệ tivi, tủ kệ trang trí. Phía sau là hệ thống cửa lùa ra khu vực giếng trời phía sau, có cả lan can và còn có ốp gạch trang trí nên nha quý vị. Ở đây thì quý vị sẽ có giường ngủ, tủ áo âm, trang hình ảnh trang trí, máy lạnh LG tiết kiệm điện và vệ sinh trong. Sàn thì vẫn ốp gỗ nha. Phòng vệ sinh thì quý vị sẽ có khu vực lavabo rửa mặt lớn bên ngoài và bên trong là hệ thống bồn cầu và bồn tắm đứng vách ngăn. Ở đây thì quý vị sẽ có bồn tắm đứng vách ngăn này, vòi hoa sen được làm bằng sen cây, rất là tuyệt vời. Đây là phòng ngủ đầu tiên với phòng vệ sinh đầu tiên của căn nhà ngang năm, độ dài 15. Và chúng ta sẽ di chuyển lên bên trên tham quan không gian phòng ngủ số 2 phía đằng trước. Phòng ngủ phía đằng trước thì sẽ rộng hơn, quý vị sẽ có một không gian phòng lớn vuông vức và cũng đầy đủ nội thất. Ở đây thì quý vị sẽ có giường ngủ 2m2, có tủ kệ sách, có tủ kệ tivi, có cửa kính ra khu ban công và ban công mét 2 bên ngoài được trồng nhiều cây xanh. Ở đây thì phòng này rộng hơn nha quý vị, có tủ áo này, có máy lạnh LG một ngựa, có vệ sinh trong và phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2 này sẽ có bồn tắm 5. Ở đây thì quý vị sẽ có ban công mét 2 được trồng cây xanh và làm lan can rất là đẹp, phía trên trần thì ốp nhựa gỗ và ốp đá trang trí rất là tuyệt vời. Đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng trước. Đây là một căn nhà quá đẹp trong dịp cuối năm 2022, đầu năm 2023. Căn nhà này quý vị có thể mua đón Tết thì phải nói là tuyệt vời. Một căn nhà mà không gian cực kỳ xanh mát, thiết kế cực kỳ chill, nội thất bên trong thì vô cùng đẹp. Đặc biệt đây là một căn nhà ngang năm, sử dụng hệ thống smartphone điện thông minh. Quý vị có thể tắt mở thiết bị điện thoại thì tắt mở thiết bị điện và các thiết bị chuyên dụng bên trong căn nhà mình. Và đây là một căn nhà có thiết kế cực kỳ chất. Lên lầu 2 thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Không gian phòng ngủ số 3 và số 4 thì nó cũng tương đối giống phía dưới này, với hệ thống giường ngủ, tủ áo, tủ kệ tivi, tủ kệ để đồ, vệ sinh trong, với lavabo rửa mặt lớn bên ngoài cho không gian phòng ngủ phía sau, bồn tắm vách ngăn và bồn cầu. Hệ thống cửa sổ ra khu vực giếng trời rất là thoáng cho không gian phòng ngủ số 2, số 3. Và ngoài đây thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 4. Quý chị đang xem video trực tiếp căn nhà bán xây mới 100% với diện tích ngang năm, độ dài lên tới 15m, vuông vức, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và không gian phòng ngủ số 4 này, phòng ngủ này thì cũng có giường ngủ mét 8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, máy lạnh, tủ áo và có phòng thay đồ riêng. Phòng ngủ này thì sẽ có thẳng phòng thay đồ riêng, hệ thống tủ áo thiết kế theo bên trong đây thì thiết kế theo kiểu chữ L. Chúng ta sẽ có phòng thay đồ riêng và được làm với hệ thống đèn led chiếu sáng, kính caro, tạo nên một không gian phòng thay đồ rất là đẹp. Và đặc biệt không gian phòng ngủ số 4 này thì quý vị có ban công rộng bên ngoài, hệ thống ban công lên tới 2m2,
có trồng cây xanh, có bộ bàn ghế xích đu và có được ốp nhựa trần, cũng như là cây được thả xuống rất là xanh mướt nha quý vị. Đây thiết kế là kiểu chữ L ở khu vực ban công này, tạo nên một không gian thiết kế rất là tuyệt vời. Và chúng ta đứng ở đây, quý vị có thể ngắm nhìn lên mặt tiền bên trên này. Đây này, quý vị nhìn này, mặt tiền ngang nằm vô cùng xanh mát và cực kỳ đẹp, được ốp nhựa trang trí và nó là tuyệt vời. Đây là không gian ban công 2m2 ở khu vực lầu 2, phòng ngủ số 4 nha. Và chúng ta sẽ tiến vào bên trong để lên trên tham quan không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng nha quý vị. Ở đây thì phòng ngủ này thì không thể thiếu vệ sinh nhá, vẫn có vệ sinh bên trong nha quý vị. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng lên tham quan không gian bên trên cùng, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Một sản phẩm nhà ngang năm rất đẹp đang tọa lạc trên trục đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau lưng chợ và nhà thờ Hình Thông Tây. Vị trí này quý vị có thể mua ở, mua cho thuê, mua làm phòng công ty, mua làm showroom spa, tuyệt vời. Đường thông 6m, xe hơi, xe tải vào tới nhà. Một không gian rất là xanh mát. Trên khu vực sân thượng thì được trồng nhiều cây xanh, sân thượng sau thì có khu vực để máy giặt này, phơi đồ và giặt đồ. Có bộ bàn ghế mây. Bên trên cùng là bồn nước nóng năng lượng mặt trời, cục nóng máy lạnh và máy năng lượng mặt trời nhá, máy nước nóng. Và ngoài đây là khu vực phòng thờ ở dưới nhà. Phòng thờ ở đây thì gia chủ làm sẵn này, có hệ thống cửa kính trước sau. Và ngoài đây là khu vực sân thượng trước. Và căn nhà này nằm cách sân bay Tân Nhất chỉ khoảng tầm 10 phút, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy thôi. Vị trí quá đẹp, một căn nhà ngang năm có hồ bơi. Giá bán là 10.880.000.000 đồng còn thương lượng. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chúng ta ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.